GSGO xin được chào các bạn. Có thể chúng ta đã từng nghe tới cái tên Boeing B-52 Stratofortress, biểu tượng của chiến tranh lạnh. Nó cũng là một trong những chiếc máy bay già cỗi nhất của không quân Mỹ vẫn còn đang hoạt động khá tích cực trên nhiều mặt trận. B-52 từng gây nợ máu trên vô số chiến trường, phải kể đến là chiến tranh Việt Nam, chiến tranh vùng Vịnh, Nam Tư, Syria hay Afghanistan. Trong những tháng đầu tiên của chiến dịch tự do bền vững tại Afghanistan, các máy bay ném bom chiến lược khác nhau chỉ thực hiện 20% tổng số lần xuất kích, nhưng đã sử dụng hơn 70% tổng số vũ khí. Hay tại trận địa Khe Xanh tại Việt Nam, nó đã thả tới 100.000 tấn bom với chưa đầy 3 tháng giao chiến tại đây. Mặc dù vậy, thời điểm đó, phía quân đội nhận thấy B-52 đang gặp một số vấn đề về máy móc hay không đạt được hiệu quả tốt nhất có thể trong các yêu cầu hoạt động tầm thấp hoặc khó thâm nhập sâu vào phòng tuyến quân địch, do nó không phải là máy bay được thiết kế tối ưu cho sự linh hoạt khi tham chiến. Và với sự tham vọng dẫn đầu về công nghệ hàng không nhằm vượt mặt ông bạn Liên Xô, Hoa Kỳ đã lên kế hoạch cho một mẫu oanh tạc cơ toàn diện hơn và mạnh mẽ hơn. Đến năm 1955, không quân Hoa Kỳ đã bắt đầu đưa ra yêu cầu đối với một máy bay ném bom mới kết hợp giữa tải trọng và tầm hoạt động của Boeing B-52 Stratofortress và tốc độ tối đa Mach 2 của con ve B-58 Hustler. Tuy nhiên, đầu những năm 1960, với sự ra đời bất ngờ của máy bay ném bom chiến thuật tầm trung F-111, đã có vô số những tranh cãi xoay quanh việc có nên phát triển thêm một loại máy bay ném bom mới không, vì vậy nên kế hoạch đã bị trì hoãn vô cùng lâu. Đến khi Tổng thống Richard Nixon lên nhậm chức, ông đã quyết định giảm số lượng F-111 vì chúng không có tầm bay xa và sự linh hoạt. Vào tháng 4 năm 1969, hơn 10 năm sau khi kế hoạch bắt đầu, chương trình chính thức được đặt tên là B-1 Lancer với biệt danh Kỵ binh sắt. Nguyên mẫu đầu tiên là B-1A thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 23 tháng 12 năm 1974. Mặc dù đang đem lại nhiều triển vọng, như đến năm 1976, một sự kiện diễn ra đã phá hỏng tất cả. Phi công Liên Xô Viktor Belanka đào tẩu sang Nhật Bản cùng chiếc tiêm kích đánh chặn MiG-25 Foxbat đã tiết lộ một số tính năng mới trên mẫu tiêm kích đánh chặn MiG-31 đang phát triển với radar Lockdown Shootdown có thể tấn công tên lửa hành trình. Điều này khiến những máy bay được thiết kế để xâm nhập không phận ở độ cao thấp như B-1 có thể dễ dàng bị nhìn thấy và bắn hạ, khiến chương trình B-1A ngày càng bị nghi ngờ. Chương trình B-1 liên tục bị các chính trị gia công kích và ông Jimmy Carter cũng đã chỉ trích nó như một công cụ nhằm vận động tranh cử. Năm 1977, sau khi nhậm chức Tổng thống, ông Carter đã cho đánh giá lại toàn bộ chương trình. Bên cạnh đó, máy bay ném bom B-52 đã được nâng cấp với tên lửa hành trình tấn công mặt đất phóng từ trên không, cho phép tấn công Liên Xô mà không cần tiến vào không phận. Ngày 30 tháng 6 năm 1977, Tổng thống Carter tuyên bố hủy bỏ chương trình B-1A và khởi động chương trình máy bay ném bom công nghệ tiên tiến ATB, dẫn đến sự phát triển của máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit. Năm 1981, Tổng thống Ronald Reagan quyết định hồi sinh chương trình B-1 với một số nâng cấp để phù hợp với tình hình mới khi Liên Xô đã đạt được một số thành tựu về phòng không và radar. Dự án B-1 lại được để ý do nó được phát hiện có khả năng đánh bom xâm nhập một cách chớp nhoáng, khiến đối thủ không kịp trở tay thay quần áo. Có thể nói rằng sự sống còn của chương trình B-1 Lancer phụ thuộc vô cùng to lớn từ các quan điểm của khoảng 4 đời Tổng thống lúc bấy giờ. Do những khó khăn của việc chế tạo B-1A, các yêu cầu thiết kế đối với phiên bản B-1B đã được giảm đi ít nhiều. Đáng tiếc nhất là vận tốc của phiên bản sau đã sụt giảm chỉ còn khoảng 1.340 km/h, thay vì con số 2.470 km/h như phiên bản đầu tiên. Phiên bản B-1A đã được phát triển vào đầu năm 1970. Cũng chính bởi vận tốc mục tiêu đặt ra là khá lớn, nên phần vỏ của nó phải làm bằng hợp kim titan, đồng nghĩa với giá thành của nó tăng lên vô cùng lớn. Mặt khác, hợp kim titan khi đó chỉ có duy nhất một nước chế tạo được, đó là Liên Xô.
cũng có nghĩa là Mỹ phải nhập khẩu nguyên liệu chế tạo từ Liên Xô. Và nếu xảy ra chiến tranh giữa hai bên thì Mỹ sẽ không thể chế tạo tiếp B-1A. Do vậy, việc sản xuất hàng loạt B-1A đã bị hủy bỏ và chỉ có 4 nguyên mẫu được chế tạo. Cuối cùng, mẫu B-1B đã được chốt hạ để đưa vào sản xuất và bắt đầu phục vụ trong không quân Mỹ vào năm 1986 như là một kiểu máy bay ném bom hạt nhân chiến lược tốc độ cao. Vào những năm 1990, nó đã được chuyển đổi sang sử dụng ném bom thông thường. Theo nhà sản xuất công bố, thì mẫu B-1B có mức giá vào khoảng 283,1 triệu đô la Mỹ vào năm 1998, tức là tương đương với gần 470 triệu đô la Mỹ hay là gần 11.000 tỷ đồng thời điểm JetGo làm video này. Bên cạnh đó, mẫu này cũng là một trong ba máy bay ném bom chiến lược trong phi đội không quân Hoa Kỳ tính đến năm 2021. Hai chiếc còn lại là B-2 Spirit và B-52 Stratofortress. B-1 có cấu hình thân cánh pha trộn giữa nhiều chủng loại, kiểu cánh cụt cánh xòe, 4 động cơ phản lực cánh quạt, bề mặt điều khiển vây hình tam giác và đuôi hình chữ thập. Nhiều báo lá cải còn ví von nó như một con vịt rời bằng sắt trên bầu trời. Máy bay có thiết kế kiểu cánh cụp cánh xòe, cho phép bổ nhào tấn công ở độ cao thấp, một tính năng mà B-52 dù hiệu quả nhưng không làm được. Thiết kế cánh cụp cánh xòe cũng giúp cho máy bay cất hạ cánh với đường băng ngắn hơn, trong khi vẫn có thể mang tải trọng vũ khí lớn. B-1 Lancer được thiết kế với chiều dài là 44,5m, sải cánh là 41,8m, chiều cao là 10,4m và khối lượng khi đầy tải là 216,4 tấn. Nó được trang bị 4 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt turbofan General Electric F101 GE102. Điều đó mang lại cho B-1 tốc độ lên tới 1.340 km/h, bán kính chiến đấu là 5.544 km, tầm hoạt động tối đa là 9.400 km và trần bay chạm tới 18.000 m. Sáu giá treo bên ngoài có thể mang 23 tấn vũ khí, cùng 3 khoang mang vũ khí bên trong máy bay mang được 34 tấn bom. Nên cứ mỗi chuyến thì Lancer có thể nút gọn dễ dàng gần 57 tấn vũ khí các loại. Điểm yếu của nó cũng giống với mẫu B-52 khi không có súng đủ mạnh để phòng ngự nếu có một mẫu tiêm kích nào áp sát. Cho nên mỗi khi vận hành thì chúng không thể thiếu một biệt đội anh em bảo kê xung quanh mới đủ tự tin triển khai. Nhưng khi xét đến hỏa lực của bom và tên lửa thì khỏi phải nói khi B-1 được trang bị đủ loại từ hạt nhân, thủy lôi, tầm xa hay tầm gần đủ các loại cho dân bay lựa chọn. Hay kể cả khi có bà con nào thích thả bom theo dạng mưa trên giàn mướp hay giải thính khắp nơi thì ông anh này cũng đáp ứng được hết. B-1 cũng là máy bay có thể cho là ngang ngửa với ông hàng xóm Liên Xô với mẫu Tu-160 vì cả hai đều có thể mang vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, B-1 giữ tới 61 kỷ lục thế giới của Liên đoàn Hàng không Thế giới FAI về tốc độ, trọng tải, tầm hoạt động và thời gian leo cao ở các hạng cân máy bay khác nhau. Vào tháng 11 năm 1993, ba chiếc B-1B đã lập kỷ lục về quãng đường bay cho loại máy bay này, chứng tỏ khả năng thực hiện các nhiệm vụ kéo dài để tấn công mọi nơi trên thế giới và quay trở lại căn cứ mà không có bất kỳ điểm dừng nghỉ giữa đường nào. Hiệp hội Hàng không Quốc gia NAA cũng công nhận B-1B đã hoàn thành một trong 10 chuyến bay kỷ lục đáng nhớ vào năm 1994. Một trong những tính năng điên rồ nhất của B-1 là khả năng bay men theo địa hình giữa các dãy núi qua xác nhận của thiếu tá K.O.D. Lenny thuộc phi đội ném bom 28. Ở độ cao đó, hầu hết hệ thống radar phòng không đều gặp khó khăn trong việc phân biệt B-1 với địa hình xung quanh, đặc biệt là với địa hình đồi núi. Thiếu tá còn bất ngờ cho biết thêm: "Thật điên rồ khi nó có thể bay ở độ cao 60m, nhưng chúng tôi có thể làm điều đó vào ban đêm hoặc trong điều kiện không thể nhìn thấy gì. Tỷ lệ sai sót trong khi bay ở độ cao này là rất thấp." Theo đó, từ những năm Thế chiến 2, Mỹ đã thay đổi cách chiến đấu trên không, từ sự thống trị về số lượng như chiến thuật của anh bạn hàng xóm Việt Nam, chuyển sang thống trị về công nghệ kỹ thuật. Dù B-1 đã cất cánh hơn 45 năm trước, các bản cập nhật công nghệ và nâng cấp giúp Lancer vẫn là một trong những kỳ quan công nghệ thời hiện đại. Vào đầu những năm 1990, B-1 chủ yếu được dành cho các nhiệm vụ tấn công hạt nhân chiến lược, đóng vai trò răn đe hạt nhân trên không đối với Liên Xô.
Sự sụp đổ của Liên Xô đã khiến vai trò hạt nhân của B-1 bị đình chỉ, dẫn đến việc Tổng thống George H.W. Bush ra lệnh tái trang bị thành một mẫu ném bom thông thường trị giá 3 tỷ đô la Mỹ. B-1 không còn mang vũ khí hạt nhân, khả năng hạt nhân của nó đã bị vô hiệu hóa vào năm 1995. Theo quy định của Hiệp ước START mới với Nga, các chuyển đổi tiếp theo đã được thực hiện. Quá trình chuyển đổi toàn bộ các mẫu được hoàn thành vào năm 2011 và các quan chức Nga kiểm tra máy bay hàng năm để xác minh sự tuân thủ. Vào tháng 12 năm 1998, 7 năm sau những phát súng cuối cùng của Hoa Kỳ tại chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất, các phi công Mỹ một lần nữa lại bay nhiệm vụ chiến đấu trên lãnh thổ Iraq. Đây cũng là thời điểm đầu tiên mà B-1 được sử dụng trong chiến đấu. Nó hỗ trợ các hoạt động ở Iraq trong chiến dịch Desert Force. Vào ngày 17 tháng 12 năm 1998, hai chiếc B-1B vượt qua biên giới Iraq. Họ được cảnh báo về 3 trận địa phòng không dọc theo đường bay. Những viên đạn của pháo phòng không Iraq xé toạc bầu trời trong nỗ lực bắn hạ chiếc B-1B trên đầu họ. Khi các máy bay ném bom tiếp cận được mục tiêu, các khoang bom nhanh chóng được mở. Hàng chục quả bom nặng 225 kg được thả xuống mục tiêu trước khi máy bay trao cánh để bay trở về nhà. Phải đến một ngày sau, các phi công mới biết rằng nhiệm vụ của họ đã thành công. Đó là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của B-1B Lancer, không chỉ là một máy bay chiến đấu mà là nền tảng có thể đảm nhiệm nhiều chức năng hơn so với mục đích ban đầu của nó là tấn công hạt nhân. Khả năng mang nhiên liệu và vũ khí cực kỳ ấn tượng của B-1B khiến nó trở thành một anh hùng đối với người Mỹ trong các nhiệm vụ chiến đấu tầm xa từ Iraq đến Syria. Lancer có thể lảng vảng trên khu vực mục tiêu trong nhiều giờ, cung cấp thông tin trinh sát thời gian thực cho trung tâm chỉ huy và binh lính trên mặt đất. Những cải tiến công nghệ cho phép B-1B có thể tấn công thông qua hệ thống chỉ thị mục tiêu bằng laser của bộ binh trên mặt đất hoặc ném những quả bom thông minh đánh trúng mục tiêu với sai số chỉ vài mét. Sự kết hợp giữa trinh sát và tấn công chính xác đã giúp B-1B nhanh chóng trở thành phương tiện được yêu thích trong các nhiệm vụ hỗ trợ trên không. Bởi vậy, những chiếc B-1 tiếp theo sau đó đã được tin tưởng để sử dụng trong chiến dịch đồng minh Kosovo, mà đáng chú ý nhất là trong chiến dịch tự do miền Bỉ ở Afghanistan và cuộc tấn công Iraq. Cuộc xung đột Kosovo từ năm 1998 đến năm 1999 là một cuộc đọ súng có vũ trang khi phía Cộng hòa Kosovo đánh đuổi thành công lực lượng Nam Tư ra khỏi vùng này. Còn trong chiến dịch tự do miền Bỉ từ năm 2001 đến năm 2014 tại Afghanistan, có sự góp mặt của Hoa Kỳ với mục tiêu ví dụ như Al-Qaeda và Taliban tại đây. Mặc dù chiến dịch đã kết thúc nhưng xung đột vẫn còn tồn tại ở một số khu vực. Với cuộc tấn công Iraq vào năm 2003, có sự tham gia của nhiều nước mà chủ yếu là 98% lực lượng từ Mỹ và Anh. Kết quả là Liên minh Hoa Kỳ đã lật đổ chính quyền của Tổng thống Saddam Hussein tại Iraq lúc đó. Trong 3 chiến sự kể trên, B-1 đã oanh tạc tích cực phòng tuyến dày đặc và cũng nhờ công nghệ vượt trội mà nó gây ra thiệt hại vô cùng lớn tới cơ sở hạ tầng của đối phương. Nó thực sự đã gây kinh ngạc với hỏa lực vô cùng khủng khiếp mà khó có hàng thủ nào ngăn cản được. Điển hình như việc B-1 đã triển khai một loạt những vũ khí trong các vùng chiến sự. Đáng chú ý nhất là GBU-31, JDAM nặng 910 kg. Trong 6 tháng đầu tiên của chiến dịch tự do bền vững, 8 chiếc B-1 đã thả gần 40% bom đạn trên không, trong đó có khoảng 3.900 chiếc JDAM. Đạn JDAM được B-1 sử dụng nhiều ở Iraq, đặc biệt là vào ngày 7 tháng 4 năm 2003, trong một nỗ lực bất thành nhằm giết Saddam Hussein và hai con trai của ông ta. Trong chiến dịch tự do bền vững, B-1 đã có thể nâng tỷ lệ thực hiện nhiệm vụ lên tới 79%. Năm 2003, lực lượng phòng không quốc gia không quân Hoa Kỳ đã quyết định cho nghỉ hưu 33 chiếc máy bay để tập trung ngân sách vào việc duy trì sự sẵn có của những chiếc B-1B còn lại. Năm 2004, một dự luật trích lập mới kêu gọi một số máy bay đã nghỉ hưu trở lại hoạt động và không quân Hoa Kỳ đưa 7 máy bay ném bom trở lại hoạt động để tăng phi độ lên tới 67 máy bay. Vào ngày 14 tháng 7 năm 2007, hãng tin AP đã đưa tin về sự hiện diện ngày càng tăng của không quân Mỹ ở Iraq, bao gồm cả việc giới thiệu lại các máy bay B-1B như một nền tảng gần hỗ trợ lực lượng mặt đất của liên quân. Bắt đầu từ năm 2008, các máy bay B-1 được sử dụng ở Iraq và Afghanistan trong vai trò có vũ trang, bay lảng vảng cho mục đích giám sát trong khi sẵn sàng cung cấp bom dẫn đường hỗ trợ quân bộ binh theo yêu cầu.
B1B đã trải qua một loạt các thử nghiệm bay sử dụng hỗn hợp 50-50 giữa nhiên liệu tổng hợp và dầu mỏ. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2008, một chiếc B-1B từ căn cứ không quân Dyers, Texas đã trở thành chiếc máy bay đầu tiên của không quân Hoa Kỳ bay với tốc độ siêu thanh bằng cách sử dụng nhiên liệu tổng hợp trong chuyến bay qua Texas và New Mexico. Điều này được tiến hành như một phần của chương trình thử nghiệm và chứng nhận của không quân nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nguồn dầu truyền thống. Vào tháng 3 năm 2011, những chiếc B-1B từ căn cứ không quân Ellsworth đã tấn công các mục tiêu được tiết lộ ở Libya trong khuôn khổ chiến dịch Odyssey Dawn. Bởi sự bảo mật nên những thống kê và thông tin chi tiết của nó không được công bố với truyền thông. Mặc dù được nâng cấp, B-1 vẫn gặp vấn đề về sửa chữa và chi phí với mỗi giờ bay cần khoảng 48,4 giờ sửa chữa. Vào thời điểm đó, chi phí của nó vào khoảng 63.000 đô la cho mỗi giờ, vẫn còn thấp hơn 7.000 đô la của B-52 và 135.000 đô la của B-2 Spirit. Vào tháng 6 năm 2010, các quan chức cấp cao của Không quân Hoa Kỳ USAF đã họp để xem xét việc cho toàn bộ đội bay nghỉ hưu để đáp ứng việc cắt giảm ngân sách. Lầu Năm Góc có kế hoạch bắt đầu thay thế máy bay này bằng B-21 Raider sau năm 2025. Vào tháng 8 năm 2012, phi đội ném bom viễn chinh số 9 trở về sau chuyến công du kéo dài 6 tháng ở Afghanistan. 9 chiếc B-1B đã thực hiện 770 phi vụ, nhiều nhất so với bất kỳ phi đội B-1B nào trong một lần triển khai. Phi đội đã dành 9.500 giờ bay trên không, luôn giữ một trong các máy bay ném bom của mình trên không. Họ chiếm 1/4 tổng phi vụ máy bay chiến đấu trên cả nước trong thời gian đó và đáp ứng trung bình 2-3 yêu cầu hỗ trợ trên không mỗi ngày. Vào ngày 4 tháng 9 năm 2013, một chiếc B-1B đã tham gia một cuộc tập trận đánh giá hàng hải, triển khai các loại vũ khí như bom GBU-54 dẫn đường bằng laser, JDAM và tên lửa chống hạm tuần tra LRASM. Mục đích là để phát hiện và giao tranh với một số tàu nhỏ sử dụng vũ khí và chiến thuật hiện có, được phát triển từ chiến tranh thông thường chống lại các mục tiêu mặt đất. Bắt đầu từ năm 2014, B-1 đã được Mỹ sử dụng để chống lại nhà nước Hồi giáo tự xưng IS trong nội chiến Syria. Từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 1 năm 2015, B-1 chiếm 8% số phi vụ của không quân Hoa Kỳ trong chiến dịch giải quyết vốn có. Phi đội ném bom số 9 đã được triển khai đến Qatar vào tháng 7 năm 2014 để hỗ trợ các nhiệm vụ ở Afghanistan. Nhưng khi chiến dịch không kích chống nhà nước Hồi giáo IS bắt đầu vào ngày 8 tháng 8, máy bay đã được sử dụng ở Iraq. Trong trận Koben tại Syria, các máy bay B-1 của phi đội đã thả 660 quả bom trong hơn 5 tháng để hỗ trợ lực lượng người Kurd bảo vệ thành phố. Con số này lên tới 1/3 tổng số bom được sử dụng trong thời gian này và chúng đã giết khoảng 1.000 chiến binh IS. Ngoài ra, vào cuối năm 2015, các máy bay B-1 cùng phi đội ném bom từ căn cứ không quân Ellsworth ở Nam Dakota đã thực hiện 490 phi vụ chống lại nhà nước Hồi giáo IS trong một đợt triển khai kéo dài 6 tháng và kết thúc vào tháng 1 năm 2016. Theo một báo cáo cho biết, họ đã thả khoảng 3.800 quả bom hoặc tên lửa vào 3.700 mục tiêu. Vào ngày 8 tháng 7 năm 2017, Không quân Hoa Kỳ đã bay hai chiếc B-1 Lancer gần biên giới với Triều Tiên trong một cuộc phô trương lực lượng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, đặc biệt là để đáp trả việc Triều Tiên thử nghiệm một tên lửa liên lục địa ICBM có khả năng phóng tới Alaska vào ngày 4 tháng 7. Vào tháng 2 năm 2021, Không quân Hoa Kỳ USAF thông báo họ sẽ cho nghỉ hưu 17 chiếc B-1B. 4 trong số 17 máy bay sẽ được cất giữ trong điều kiện cho phép đưa chúng trở lại hoạt động nếu được yêu cầu. Vào tháng 3 năm 2021, lần đầu tiên các máy bay B-1 được triển khai tới trạm hàng không Ørland của Na Uy. Một chiếc B-1 cũng tiến hành tiếp nhiên liệu tại trạm không quân chính Buda, đánh dấu lần hạ cánh đầu tiên bên trong vòng Bắc Cực của Na Uy và có sự hỗ trợ của 4 máy bay chiến đấu JAS-39 Gripen của không quân Thụy Điển. Theo ghi nhận, từ năm 1984 tới năm 2001, có 10 chiếc B-1 đã bị phá hủy do tai nạn, khiến 17 phi công thiệt mạng. Từ năm 2002 tới năm 2019, có thêm 2 chiếc B-1 bị phá hủy do tai nạn. Tổng cộng có 12 chiếc bị mất do tai nạn, chiếm 11,5% số máy bay B-1 được chế tạo. Cũng từ năm 1973 với mẫu đầu tiên được xuất hiện, thì B-1A có 4 chiếc,
và B1B có 100 chiếc. Trong suốt quá trình hoạt động của mình, mặc dù thành công của B1 là rất lớn và không phải bàn cãi, nhưng các chỉ trích về nó cũng không hề ít trước khi tìm được cách khắc phục. Khi được nhận và phục vụ thì bánh răng dùng để hạ cánh của máy bay bị nứt và trong một số trường hợp rơi luôn ra khỏi máy bay, động cơ máy bay bị rò rỉ nhiên liệu. Các còi báo động động cơ gặp trục trặc tự nhiên kêu dù chẳng có gì xảy ra. Radar địa hình cho hình ảnh sai lệch cũng như không tương thích với hệ thống vũ khí mới. Khả năng tàng hình của nó nhiều lúc có vấn đề, gây nên sự lo lắng nhất định cho phía quân đội Mỹ. Nói chung, việc còn nhiều nhược điểm là một điều bình thường với mọi cỗ máy, dù là máy bay hay xe tăng, và sự đóng góp của B-1 vào thành tích quân sự chung thì không có gì phải bàn cãi thêm. Mặc dù khoảng thời gian gần đây, không quân Mỹ đã tuyên bố ý định cho B-1 nghỉ hưu để ủng hộ máy bay ném bom chiến lược tàng hình thế hệ tiếp theo B-21 Raider. Nhưng có vẻ như B-1 sẽ còn tiếp tục phục vụ thêm nữa, dự kiến đến khoảng năm 2040. Xét về góc độ lịch sử, hai đời Tổng thống và rất nhiều hỏa lực phòng không đã cố gắng loại bỏ B-1 Lancer, nhưng không một ai có thể kéo nó xuống mặt đất. Dù sao, B-1 Lancer đã trở thành cỗ máy chiến tranh đặc biệt và tiếp tục thống trị bầu trời. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của GSGO. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho các bạn. Hãy lựa chọn và nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. GSGO xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.